nhìn lại cái quá trình mình tham gia Hoa hậu Hòa bình vừa rồi á, thì Mai đã cảm thấy là mình đã có những cái phần thi nào mình đã hoàn thành tốt và cái phần thi nào mình hoàn thành chưa tốt không? Đối với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thì nó chỉ vỏn vẹn 3 tuần thôi. Chỉ vỏn vẹn trong 3 tuần thôi, nhưng mà lịch trình rất là dày, cũng giống như rất là nhiều phần thi và nhiều phần phải trả tài trợ. Thì tụi em có một cái lịch trình nó gọi là hơi bị điên khùng luôn, rất là bận rộn. Mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng thôi, nhưng mà em rất là tự tin vào những cái phần thi của mình. Phần thi nào cũng đứng top hết. Nhưng mà có cái nào mình không hài lòng không? Bản thân mình cảm thấy Thực sự ra thì không hài lòng đó chính là cái phần thi trả lời ứng xử. Chắc là em nghĩ nếu mà mình bình tĩnh hơn, cũng giống như là mình có nhiều cái thời gian, cũng như mà mình trau dồi cái việc đọc sách của mình nhiều hơn, thì mình sẽ trả lời được cái câu đó một cách dễ dàng hơn và sẽ thuận tai người nghe hơn. Sau cuộc thi thì Mai Ngô, em cũng có chia sẻ là em rất là hạnh phúc với cái vai trò là với cái vị trí Á hậu 4 của mình. Nhưng mà có nhiều fan sắc đẹp cũng khá là tiếc nuối cho em, thì em bản thân em có cảm thấy tiếc nuối không? Có đâu đó một cái gì đó chút không? Đối với em thì hành trình của mình á, đến đây quan trọng nhất là vẫn là tình yêu của khán giả dành cho mình, và em đã chinh phục được cái sự nhìn nhận công tâm của khán giả đối với hành trình 5 năm của mình, thì em đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà lần này may mắn đã mỉm cười với em, cho em một cái danh hiệu A4, thì em thấy đây là một cái vị trí ok và mình cũng gọi là hài lòng với nó. Nhưng mà ban đầu cái mục tiêu của em vẫn là chạm đến trái vương miện đúng không? Tại vì ngay anh còn nhớ là trong cái buổi sơ khảo anh có đi, thì em trả lời rõ ràng, em thể hiện mình là một chiến binh nghiền máu của cuộc thi năm nay. Nhưng mà thật sự nha, cái này anh hỏi luôn, em có cảm thấy cái câu hỏi mà Luna Kiều Loan dành cho em nó quá khó không? Đối với em thì đó là một câu hỏi rất là khó. Tại vì nếu không khó, em đã trả lời nó một cách bình tĩnh và trơn tru rồi. Nhưng mà em không nghĩ là mình sẽ trúng ngay cái câu đó. Và nó khó đến như vậy so với mặt bằng chung 4 câu còn lại. Vì mình là người đi cuối mà mình có nghe những câu hỏi, thì mình thấy là những cái câu này cũng tương đối là dễ đối với mình. Chắc là mình sẽ kiểm soát được cái câu câu hỏi của mình thôi. Nhưng mà đến khi em nghe một cái em muốn bật ngửa. Dạ, nó quá khó, với lại là nó ngoài cái chuyên môn của em. Không những nó khó vậy, em nghĩ nó có phù hợp với cái cuộc thi Hoa hậu không nè? Lúc em nhận thì em chỉ nghĩ đến những cái phương án để mình có thể trả lời cách này hoặc cách kia, chứ em cũng không có nghĩ là mình sẽ phản kháng, hoặc là mình nghĩ nó là câu hỏi không phù hợp để mình. Nói chung là mình được hỏi thì mình phải trả lời thôi. Trong ký ức của nhiều người, không riêng gì fan sắc đẹp, thì trước đây Mai Ngô là một con người khá là thẳng thắn và gai góc, nhưng mà hiện tại thì rõ ràng em đã mềm mại hơn, thùy mị hơn, thì em có thể chia sẻ về cái điều này không nhỉ? Dạ, giống như là một cái độ tuổi mình đã trải qua nhiều chuyện thì mình sẽ có một cái sự trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và em cũng thích cái con người hiện tại của mình hơn, là tại vì nó chậm rãi, mọi thứ nó nhẹ nhàng và mình kiểm soát được. Và vẫn là cái nhiệt huyết trong người mình, nhưng mà mình thể hiện nó một cách từ tốn hơn. Có phải điều này mình thay đổi để cho nó phù hợp với cái danh hiệu Á hậu 4 của mình không? Thật sự ra thì nếu mà mọi người biết em á, thì khi mà em quay trở lại nghề, không phải là tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, mà em trước đó em đã ra những cái sản phẩm âm nhạc và em cũng đã hoạt động lại showbiz rồi. Nhưng thực sự là cái con người của mình á, nó điềm đạm hơn nhiều so với hồi xưa, và ai cũng có thể thấy điều đó. Ai cũng nói em là nhìn em bên ngoài với lại cách em nói chuyện nó dễ thương hơn so với cái hồi xưa. Thì em nghĩ là tại vì những cái chương trình xây dựng mình, gắn nhãn mác mình là những cái con người gai góc, thích thử thách rồi thích bốc đồng như vậy. Chứ em thật ra em cũng thích mình dịu dàng, thùy mị, nó sẽ dễ sống hơn, với lại mọi thứ nó cũng dễ chịu hơn đối với mình. Thì không phải là vì cái danh hiệu A4 mà em thảo mai như mọi người thường nói. Nhưng mà em nghĩ là cái cách sống như vậy là cái cách mà mọi người cũng mong muốn em, và em cũng mong muốn mình trưởng thành hơn. Nhưng mà có cái lý do đặc biệt nào để làm mình trở nên thay đổi như vậy không? Mình không còn gai góc nữa. Chắc là khi mà em nhận ra được những cái chương trình thực tế họ muốn khai thác mình bằng những cái cách họ mong muốn,
để câu view hoặc là một cái ý đồ gì đó mà nó khác đi với cái hình ảnh thực của mình. Em nhận ra được điều đó và em chấp nhận buông bỏ và em không tham gia nữa. Nghe em kể thì có vẻ những điều đó cũng làm em tổn thương khá là nhiều, vì đó có lẽ là nguyên nhân chính nha. Dạ. Thì khi mà mình lớn mình sẽ thấy được những cái vấp ngã của mình, mình sẽ chấp nhận nó và mình đi tiếp và mình chỉ có mạnh mẽ thôi. À, nhưng mà nếu cho em quay lại thì em có chọn cái việc cai góc nhiều không? À... Em có cảm thấy là mình đã quá cai góc quá nhiều không? Nếu cho em cơ hội nhìn tham gia lại đó, nhìn lại đó, thì mình có chọn cái hình ảnh như vậy không? Thật ra thì nếu mọi người không xem em như vậy thì em cũng chẳng bao giờ mà để mình phải gai góc xù lông, tại vì nó rất là mệt mỏi anh. Đối với cuộc thi này em tạo được tiếng vang và mang được về cho mình danh hiệu Á hậu 4, tại vì một phần thành công lớn nó đến từ nhà sen vàng, tại vì họ không có theo cái cách khai thác drama nên họ không cần em phải drama. Nên mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng và em có thể enjoy được. Tuy là mỗi ngày ngủ được có 2-3 tiếng thôi, hoạt động rất là kín, nhiều khi là không có thời gian nghỉ ngơi mà gọi là thực thụ luôn á. Nhưng tụi em vẫn vui vẻ và thể hiện được cái thần thái hoa hậu của mình, và thể hiện được những cái phần thi với skill, với lại trình độ. Nói chung là mọi thứ nó rất là trôi chảy, chứ không phải là dùng những cái drama để mà câu view khán giả. Thì đó, những cái đó em thấy nó không có hay.